Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lý Nhã Kỳ hụt hẫng vì Cannes 2020 đã bị hủy. Lý Nhã Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều trang phục và háo hức đến liên hoan phim Cannes 2020 để khoe bộ phim mình đóng chính. Nhưng rồi nhận được thông báo sự kiện đã bị hủy sau một lần lỡ hẹn với thảm đỏ Cannes vào năm ngoái để chuẩn bị cho bộ phim Paradise. Lý Nhã Kỳ ấp ủ nhiều ý tưởng để trở lại hoành tráng vào năm nay. Bộ phim do mình đóng chính cùng tài tử Han Gia Súc đã hoàn thành càng khiến cô háo hức với Cannes, nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là mùa Cannes đặc biệt nhất với mình, nên phần trang phục thảm đỏ được cô chuẩn bị cầu kỳ hơn so với những năm trước khi tham gia sự kiện điện ảnh này với tư cách nhà đầu tư, nhà bảo trợ và sản xuất phim. Đến với Cannes với tư cách là nhà đầu tư, nhà bảo trợ và sản xuất phim, tôi luôn chuẩn bị hết sức chỉn chu. Lần này tôi nghĩ mình càng phải chỉn chu hơn, nên đã chăm chút rất nhiều cho những bộ trang phục của mình. Đó là cách tôi thể hiện sự tôn trọng với ban tổ chức, mọi người và bản thân mình, Lý Nhã Kỳ chia sẻ với phóng viên. Từ Tết Nguyên đán, cô và ekip của mình đã bắt đầu lên layout cho từng bộ đồ. Cô cũng đã liên hệ nhiều nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam như Công Trí, Hoàng Hải, Đỗ Nong, Lê Thanh Hải, Anh Thơ, v.v. để chuẩn bị trang phục cho mình. Sau nhiều năm gây ấn tượng sâu đậm tại thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ được kỳ vọng tiếp tục khiến nhiều người trầm trồ trong mùa Cannes năm nay. Đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và háo hức chờ ngày bung lụa nên Lý Nhã Kỳ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Khi nhận email thông báo sự kiện điện ảnh này sẽ bị hủy, cô cho rằng không chỉ riêng mình mà các nhà làm phim, giới giải trí trên khắp thế giới đều khó có thể cảm thấy vui vẻ với tin tức này. Liên hoan phim nổi tiếng này là nơi để những ngôi sao từ khắp mọi nơi đổ về khoe nhan sắc trong các bộ váy rực rỡ, trong đó có những trang phục phải làm hàng tháng trời mới xong. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy bởi những biến động khó lường của đại dịch Covid-19. Dù quyết định hủy bỏ liên hoan phim Cannes là việc làm nên làm xong, điều này đã khiến fan điện ảnh và nhà làm phim phải gánh chịu sự thiệt thòi rất lớn khi mất đi cơ hội được theo dõi bộ phim minh tinh tầm cỡ trên thế giới. Liên hoan phim Cannes bị hủy khiến Lý Nhã Kỳ không thể tỏa sáng trên thảm đỏ như dự kiến, đồng thời mất đi cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình. Đầu tư rất nhiều và không thể xuất hiện như dự kiến, nhưng cô cho rằng thiệt hại của mình chỉ là con số nho nhỏ so với rất nhiều người khác. Nhìn vào mặt tích cực, cô thấy mình sẽ có nhiều thời gian và ý tưởng hơn nữa cho sân chơi năm sau. Với vai trò là nhà bảo trợ một trong những hạng mục chính của liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ được thông báo về việc hủy sự kiện điện ảnh này trước khi báo chí đưa tin. Thay vì diễn ra vào tháng 9 như dự kiến, liên hoan phim Cannes được thay thế bằng buổi hội chợ phim được tổ chức online vào tháng 6. Nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia biết rằng ban tổ chức đã phải cân nhắc nhiều lần mới đưa ra quyết định này. Lý Nhã Kỳ tham dự liên hoan phim Cannes lần đầu vào năm 2013. Mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ của sự kiện quốc tế danh giá này, cô đều gây ấn tượng vì đầu tư vào váy áo lộng lẫy, lọt vào ống kính của hàng loạt tờ báo quốc tế. Trước mỗi lần lên đường sang Pháp dự liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ đều cẩn thận chọn lựa chiếc váy dạ hội hàng tháng trời. Cô từng chi hàng tỷ đồng để đặt may riêng váy áo từ các nhà mốt nổi tiếng trên thế giới. Những năm gần đây, nữ diễn viên ưa chuộng hàng Việt khi diện thiết kế của Lê Thanh Hòa, Hoàng Hải, Đỗ Long v.v. Các mẫu đầm được Lý Nhã Kỳ lựa chọn đều mất nhiều tháng để hoàn thành. Cô còn đưa ekip sang Pháp để có hình ảnh chỉn chu hơn. Không chỉ tạo dấu ấn trên thảm đỏ với gu thời trang lộng lẫy, Lý Nhã Kỳ còn là khách mời danh dự của nhiều sự kiện thuộc khuôn khổ liên hoan phim Cannes. Vài năm trở lại đây, cô được ban tổ chức đích danh mời với vai trò là nhà bảo trợ một trong những hạng mục chính của liên hoan phim, tập trung vào bộ phim cũng như tài năng của điện ảnh. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, từng ghi dấu với các phim nổi tiếng như Kiều Nữ và Đại Gia, Mùa Hè Lạnh, Gió Nghịch Mùa, v.v. Năm 2011, cô trở thành đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam. Cô mới nhận cương vị đại sứ du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2018 đến nay, Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm là lãnh sự danh dự Romania tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.